Đang đi du lịch ở một quốc đảo xa xôi, nhóm bạn trẻ bất ngờ khi nghe bài hát về Bác Hồ cất lên. Theo đó, trong lúc đang la cà ở một quốc đảo dưới vùng trời Âu xa xôi, nhóm bạn tình cờ bắt gặp một ông bác nghệ sĩ đường phố. Sau vài câu thăm hỏi về quê hương xứ sở, ông bác đã quyết định dành một bất ngờ nho nhỏ cho nhóm bạn khi biết những vị khách này đến từ Việt Nam. Ngay sau đó, một bài hát về Bác Hồ mà ai cũng thuộc lầu lầu được ông bác hát lên. Không những tròn vành rõ chữ bằng tiếng Việt mà còn có thấp thoáng đâu đó một chút hồn nhiên tươi vui trong cách hát, khiến cho người nghe vô cùng phấn khích. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Không chỉ vì được một ông bác người Âu hát cho nghe bằng tiếng Việt mà còn quá đỗi tự hào khi được nghe ông bác hát về Bác Hồ. Rất nhiều người sau khi nghe ông bác hát cũng cảm thấy bồi hồi xúc động, một số người thậm chí còn bất giác hát theo. Một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại: bác hát câu Việt Nam Hồ Chí Minh là rõ nhất luôn, nghe sao mà thích quá. Chắc hẳn ông bác cũng đã tìm hiểu và rất yêu Việt Nam. Tôi ở đó chắc tôi quậy cùng ông bác luôn quá, hát múa tưng bừng để người ta biết tôi là người Việt Nam, đang được nghe nhạc Việt tại châu Âu. Hồi trước cũng có chị đi tới đây quay ông hát bài này nè, bác có vẻ rất quý Việt Nam và hay ngồi chỗ này hát. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.